Chào Thùy Dương, Thùy Dương khỏe không? Vậy thì thức nghe nhạc với chị nha Thùy Dương. Chị cũng cùng tâm trạng với Thùy Dương đó. Có những điều mình mong muốn, nhưng không phải điều gì mình mong muốn mình cũng có thể làm được đâu Thùy Dương à. Nghe buồn quá phải không Thùy Dương? Chị giá mà chị có thể trả lời được những câu hỏi của Thùy Dương. Chính chị dù cũng hỏi Việt Nam mình rồi sẽ ra sao? Vậy là hai chị em mình cùng khóc đi em. Hãy chăm chỉ
Thanh Tâm xin kính chào tất cả mọi người. Vừa rồi, mọi người đã cùng với Thanh Tâm nghe nhạc phẩm Thư Xuân Ba Viết Cho Con. Đây là một nhạc phẩm Xuân được sáng tác trước năm 1975 mà Thanh Tâm rất là thích. Mỗi khi nghe bài hát này, lúc nào Thanh Tâm cũng thấy trong lòng mình thật buồn. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Thanh Tâm rất xấu. Thì mọi người đều biết những gì đang xảy ra trên đất nước của mình. Thật sự ra, không khí của những ngày trước Tết, lẽ ra là mọi người nên trong cái tâm trạng rộn ràng đón xuân, trong cái tâm trạng chuẩn bị tiễn một năm cũ ra đi để đón một năm mới trở về với những cái hy vọng vào một cái tương lai tốt đẹp, những cái điều may mắn, hạnh phúc hơn cho năm mới. Nhưng đối với Thanh Tâm, mấy ngày hôm nay, trong khi càng ngày mùa xuân, cái Tết càng đến gần thì Thanh Tâm lại càng cảm thấy lòng mình rất là buồn. Cảm thấy có cái gì đó thật sự là rất nặng nề. Một lần nữa, xuân lại trở về và Thanh Tâm đang chuẩn bị viết cái lời chúc xuân để gửi đến tất cả các thành viên trong đại gia đình Facebook rất thân thương của Thanh Tâm. Năm nào thì Thanh Tâm cũng thích viết cái lời chúc xuân gửi đến mọi người vào dịp đầu năm. Nhưng mà hôm nay không ngồi chuẩn bị viết lời chúc xuân thì cứ ngồi trầm ngâm mãi mà không viết được gì. Chỉ nghe lòng của mình lặng lẽ buồn thôi. Vậy là thêm một cái Tết nữa mà Thanh Tâm không thể về thăm Việt Nam để trọn lời ước hẹn với các bạn trong nước là sẽ cùng với mọi người đón xuân trên quê hương Việt Nam đã được hoàn toàn tự do, dân chủ và sạch bóng cộng sản. Làm sao mà Thanh Tâm có thể trở về vui đón xuân được? Trong khi giờ này, bao nhiêu bạn hữu của Thanh Tâm đang bị lạnh lẽo cô đơn trong lao tù cộng sản để nghe nỗi nhớ người thân trong gia đình bào xé ruột gan. Làm sao Thanh Tâm có thể trở về cùng mọi người vui đón xuân được khi trên khắp ba miền đất nước vẫn có hàng bao nhiêu con người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất đón Tết đến trên vỉa hè lạnh buốt trong manh áo rách tả tơi bởi vì nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng bạo lực mà cướp sạch. Làm sao Thanh Tâm có thể cùng với mọi người vui đón xuân được trong khi hàng ngày vẫn có cảnh những người dân lành bị bọn quan chức, cán bộ, công an Cộng sản bóc lột, hiếp đáp, đánh đập, cướp bóc mà không thể làm gì được bọn chúng. Vì bất cứ ai có cái can đảm lên tiếng chống cự thì sẽ bị chúng khép cho tội chống lại người thi hành công vụ và sẽ bị giam cầm xét xử với những bản án vô cùng bất công. Và còn biết bao nhiêu điều đau buồn khác do bọn Cộng sản Việt Nam đang gây ra cho người dân Việt Nam hàng ngày trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Vậy là năm nay Thanh Tâm lại tiếp tục đón xuân nơi xứ người. Tết Việt Nam nơi xứ người thì buồn lắm mọi người à. Chợt nhiên, Thanh Tâm thấy thèm, thật là thèm. Nghe lại tiếng pháo đêm giao thừa. Khi mà cả xóm nhà nào cũng treo đến mấy thước pháo trước sân. Canh đúng giờ giao thừa thì thi nhau đốt xem pháo nhà ai nổ to nhất và lâu nhất. Thật là thèm ngắm xác pháo đỏ ngập đầy sân vào buổi sáng mùng 1. Thèm trở lại như giờ phút lăn xăng bận biểu, dán giấy màu, bọc từng chậu hoa kiểng mà cha Thanh Tâm đã công phu đến tận vườn hoa Tết, đến tận vườn hoa để chọn lựa
và đặt cọc từng cây hoa cả mấy tuần trước Tết. Để ngày Tết, nhà Thanh Tâm luôn có những chậu hoa Tết thật ưng ý xếp thành hai dãy dài từ đầu cổng, ngang qua khoảng sân rộng vào đến tận thềm nhà. Thanh Tâm thèm cả cái cảm giác ngồi chơi bầu cua cá cọp hay đánh bài cào với lại các anh em trong nhà. Mấy ngày Tết mà, năm nào Thanh Tâm cũng bị thua, thua đến cháy túi, đến đổi cả nhà đặt cho Thanh Tâm biệt hiệu là thầy cúng. Nhưng mà Thanh Tâm luôn cảm thấy an ủi vì người Việt Nam mình hay nói là đen bạc thì đỏ tình. Thanh Tâm thèm được tung tăng đi chơi vào đi chợ Tết vào ban đêm để ngắm những hộp mứt, hộp trà trà Tết mà được gói bằng giấy bóng đỏ đó, giấy kiến đỏ dưới ánh đèn màu chợt như lấp lánh và quyến rũ hơn. Thanh Tâm cũng thèm được đi mua dưa hấu ngày Tết. Trái dưa hấu về chương Tết được chọn để bổ ra vào ngày mùng 1 Tết nhất định phải là trái dưa hấu mỏng vỏ, đặc ruột, đỏ lòng và phải ngọt liệm. Vì người Việt Nam mình tin rằng bổ trái dưa hấu vào ngày mùng 1 Tết, được trái dưa hấu ngon thì sẽ có được một năm mới đầy may mắn và an lành. Trời ơi, sao mà nhiều quá là nhiều những kỷ niệm, những điều để nhớ về ký ức của một khung trời quê hương thật là thân thương, thật là gần gũi. Nhớ đến thắt cả lòng đó mọi người. Thanh Tâm ngồi chuẩn bị viết lời chúc Tết mà không biết là bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí của mình. Và bên cạnh nỗi nhớ nhung những kỷ niệm bây giờ, lại thêm nỗi mong ước được cùng đón giao thừa với anh chị em bạn hữu đấu tranh để cùng uống cạn ly rượu mừng ngày đất nước thoát ách cộng sản, ngày người dân Việt Nam được sống trong hạnh phúc với bầu không khí tự do thật sự. Nhưng cho dù lúc này Thanh Tâm có nhớ, có mong, có thèm hòa mình vào không khí rộn ràng đón xuân ở Việt Nam đến như thế nào đi chăng nữa, thì Thanh Tâm vẫn nhất định phải nén lòng ráng nhịn. Vì ngày nào đất nước Việt Nam của mình còn bị chế độ cộng sản độc tài cai trị, thì ngày đó Thanh Tâm thả ở nơi đất khách ôm nỗi nhớ mong đón xuân ly hương, chứ nhất định sẽ không bước chân trở về Việt Nam để vui xuân hòa giải. Hôm nay Thanh Tâm muốn đọc cho mọi người nghe một bài viết của một cựu tù nhân lương tâm. Như mọi người biết thì hai hôm nay chị Trần Thị Nga là một cựu tù nhân lương tâm, một nhà đấu tranh đã bị bắt. Và trước đó là anh Nguyễn Văn Oai cũng đã bị bắt vài ngày trước đó. Thì có rất nhiều bài viết về hai người này, nhưng Thanh Tâm chọn bài viết của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Bài viết này là Phạm Thanh Nghiên đã viết và đăng trên Facebook vào ngày hôm qua. Nhưng mà sau đó thì Thanh Tâm thấy có một vài người share lại, post lại trên Facebook nhưng mà không dẫn nguồn, cho nên nhiều người lầm tưởng là bài viết của những người khác. Nhưng bài viết này thật sự ra là của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Thanh Tâm mời cả nhà cùng nghe nha. Chưa đầy 3 ngày, hai người bảo vệ nhân quyền đã bị bắt. Người phụ nữ với vẻ mặt rạng rỡ bên đứa con nhỏ là chị Trần Thị Nga, Thúy Nga. Chị là một trong những gương mặt nữ dũng cảm và quyết liệt trong cuộc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác và bất công xã hội. Có thể nói, Nga là một trong những người bị công an côn đồ khủng bố nặng nề nhất trong vài năm trở lại đây. Nhất là mấy ngày nay,
Nga từng bị đánh gãy chân khi chị đang đi cùng con nhỏ. Nhà của chị liên tục bị ném bom bẩn. Dán truyền đơn chửi bới, bôi nhọ và các con của chị thường xuyên là mục tiêu tấn công của kẻ xấu. Chị Nga và nhiều người đã khẳng định và có cơ sở chứng minh rằng thủ phạm gây ra tất cả những tội ác trên đều là Công an Hà Nam, Công an Hà Nội. Hôm nay, 21 tháng 1 năm 2017, sau nhiều ngày bị tấn công, khủng bố, bạn bè nhận được tin chị Nga đã bị bắt. Nhiều giờ sau khi chị Nga bị bắt, thông tin mới được xác nhận. Chị bị khởi tố và bắt giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người thanh niên bên cạnh là anh Nguyễn Quốc Oai, một cựu tù nhân lương tâm ở Nghệ An. Tháng 7 năm 2011, Nguyễn Văn Oai bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trên thực tế, chỉ là những hoạt động ôn hòa, cổ vũ cho các quyền tự do, dân chủ. Tháng 8 năm 2015, Nguyễn Văn Oai mãn hạn tù. Khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 1 2017, anh Nguyễn Văn Oai đã bị một nhóm người được nhận dạng là công an thị xã Hoàng Mai phục kích bắt cóc trên đường 36 thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sau một ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Oai mới được thông báo về vụ việc bắt anh. Ông Nguyễn Xuân Doãn, trưởng công an xã Quỳnh Vinh thông báo rằng ông Oai đã bị bắt với hai tội danh gồm chống người thi hành công vụ và không thi hành bản án quản chế. Chiều 21 tháng 1, 2017, sau gần 2 ngày bị bắt, lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với anh Oai mới được chuyển đến gia đình anh. Cả hai vụ bắt bớ trên đều không dựa trên cơ sở pháp lý nào. Nó đơn giản là chính sách khủng bố đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người đấu tranh ôn hòa, muốn bày tỏ tình yêu và khát vọng đổi thay đất nước. Bài Thanh Tâm vừa đọc là bài viết của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Thì chúng ta biết chỉ còn mấy ngày nữa là đã đến Tết rồi. Vậy mà họ cũng không để cho những con người yêu nước này, những con người chỉ lên tiếng, những tiếng nói rất là ôn hòa để đòi hỏi cái quyền làm người cho người dân Việt Nam, chỉ để nói lên sự thật, như họ đã bị bắt. Chỉ vài ngày trước Tết, chị Nga có 4 đứa con. Và bây giờ những đứa bé đó đang đón Tết trong cái nỗi buồn vắng mẹ. Và các con của anh Oai cũng vậy. Thì Thanh Tâm chỉ mong muốn rằng tất cả chúng ta, những người đang còn ở bên cạnh người thân của mình, đang êm ấm, chuẩn bị đón Tết với người thân trong gia đình, thì anh ta mong mỏi tất cả chúng ta hãy dành ra một khoảng thời gian quý báu trong lúc này, tuy là bận rộn, để làm một việc gì đó cho các anh chị em đấu tranh trong nước hiện đang còn trong lao tù Cộng sản, phải xa gia đình, phải chịu lạnh lẽo cô đơn và trong cái nỗi buồn lo lắng, giống như chị Nga bây giờ đang phải xa các con, chắc chắn là Nga đang rất là buồn và lo lắng cho các con của Nga. Thì Thanh Tâm mong mỏi chúng ta bằng mọi cách nào đó, hải ngoại cũng như quốc nội, chúng ta hãy cố gắng để
đóng góp một cách nào đó, từ tinh thần cho đến vật chất, để hỗ trợ các anh chị em đấu tranh trong nước, nhất là những người hiện còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản, để cho mọi người, các anh chị em cảm nhận được cái sự hỗ trợ, cái sự chia sẻ của chúng ta, để họ biết rằng tất cả chúng ta đều không quên họ. Tất cả chúng ta đều sẽ cố gắng để làm điều gì đó, chia sẻ với họ. Và nhân dịp xuân về thì Thanh Tâm cũng xin kính chúc toàn thể đại gia đình Facebook Dấu Yêu của Thanh Tâm một năm Đinh Dậu được mọi điều tốt đẹp. Ước mong tất cả những cố gắng của chúng ta góp phần vào công cuộc đấu tranh để mang lại những thay đổi tốt đẹp cho đất nước Việt Nam sẽ sớm trở thành hiện thực. Để hy vọng là năm sau, chúng ta sẽ cùng đón cái Tết 2018 trên quê hương Việt Nam, tự do, không cộng sản. Thanh Tâm xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một buổi live stream khác. Chúc mọi người, các bạn ở Việt Nam thì được một ngày mới thật vui, thật hạnh phúc. Và các bạn có Thanh Tâm ở hải ngoại thì chúc mọi người một buổi chiều êm ấm bên gia đình và một buổi tối giấc ngủ ngon, yên lành. Thanh Tâm xin chào.